Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em về một cái dòng dây loa để sử dụng cho hệ thống âm thanh gia đình. Thì thường mình thấy rất là nhiều anh em sử dụng cả dây điện để mà đi dây loa nữa. Thì đương nhiên á, thì nó vẫn có tiếng, vẫn phát ra âm thanh, nhưng mà âm thanh nó sẽ không tốt. Tiếng bass, tiếng trép và cái chất âm, cái độ chi tiết chắc chắn nó sẽ không tốt. Trừ khi là anh em dùng một cái hệ thống âm thanh quá tệ thôi Chứ còn nếu mà anh em đã mua được cái dàn âm thanh chất lượng rồi Thì cố gắng sử dụng cái dây loa Nó phải tương xứng với cái hệ thống âm thanh của mình Thì ví dụ như những anh em mà sử dụng âm thanh về nghe nhạc Hoặc là âm thanh hay end thì mình mình không nói rồi Nhưng nếu anh em anh em sử dụng cái hệ thống âm thanh karaoke đó, Thì mình nghĩ anh em nên sử dụng những cái dòng dây mà nó cũng phải tốt một tí Ít nhất là nó phải là đồng nguyên chất Và cái sợi dây nó phải mềm dẻo Cái dây loa nó khác cái dây điện như nào Dây điện ấy thì nó rất là cứng anh em Nó nó không cần nhiều lỗi Nhưng mà những cái lỗi của nó rất là cứng Như vậy cho nên nó bền Còn cái dây loa thì nó lại ngược lại Cái dây loa nó cần rất rất là nhiều cái loại nhỏ nó nó dùng rất là nhiều tim nhỏ ví dụ như cái dây loa mình giới thiệu anh em đây là cái dây Canare 403 cái dây này nó sử dụng 600 tim nha anh em 600 cái sợi dây đồng nhỏ nó rất là mịn luôn cái dây đồng cực nhỏ và rất mịn và cái này cái đồng này là đồng nguyên chất anh em hoàn toàn yên tâm đó anh em nhìn thấy không cái chất đồng của nó này thì về thiết dây dây lo âm thanh á thì nó cũng có hai loại thì cái loại thứ nhất là để anh em đi cho cái hệ thống âm thanh ngoài trời thì cái cấu tạo nó sẽ khác còn nếu mà anh em sử dụng hệ thống âm thanh gia đình thì mình dùng cái loại dây lo này là thích hợp Đó, anh em thấy không cái nếu mà cái đi dây đi ngoài trời á nó sẽ có một cái lớp bọc ở ngoài nữa thì bên trong nó sẽ có hai cái dây dây đen và dây đỏ Đó thì là là nó nằm ở trong Nhưng nó sẽ có một cái lớp bọc ở ngoài Để nó có thể Để ở ngoài trời, mưa, nắng các kiểu thì vẫn được Còn cái dây loa gia đình ấy thì nó chỉ có hai cái dây đen và dây đỏ Thì ví dụ như cái dây loa này á, thì nó là một màu Nhưng mà để phân biệt được thì nó có một dây là nó có một cái đường sọc màu màu đen. Đó và anh em đã th anh em thấy không nó có cái sọc màu đen. Đó. để để mình phân biệt thì đó là dây đen thì dây còn lại sẽ là dây đỏ. Đây anh em nhìn thấy cái cái chất lượng đồng đúng không? Rất là đẹp đúng không? Thì cái dây Canare này á theo mình thấy á thì cái chất cái tiếng bát của nó rất là tốt nó rất là lợi Đó. còn cái vó thì nó là bằng cao su rất là dẻo và nó kết hợp với cái cái đồng nguyên chất cho nên nó cũng rất là dẻo luôn thì cái mã dây này là Canare 403 Mark in Japan nha anh em Đối với âm thanh karaoke gia đình thì mình dùng dây này thì nó đã rất là ok rồi. Thì hiện tại thì mình có bán lẻ, anh em cứ mua bao nhiêu mét thì mình bán bấy nhiêu mét thôi. Và mình có ship hàng toàn quốc nha anh em. Ship COD cho anh em cả toàn quốc luôn. Thì bất cứ nơi nào nếu mà anh em lấy mà lấy số lượng á, thì mình sẽ bao ship còn nếu mà anh em lấy ít quá thì cái tiền ship là anh em phải chịu Đấy, anh em nhìn lại cái phần đồng của nó này rất là chất lượng luôn đó rất xứng đáng đúng không thì hy vọng là anh em đã mua một cái hệ thống âm thanh tốt rồi thì cố gắng sử dụng cái dây loa cho thật tốt rất là cảm ơn anh em đã theo dõi